Đây là rèm điện cơ nhá. Đó, rèm điện luôn. Con này hai cửa sổ trời luôn các bạn ạ. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Dạ vâng, một mẫu xe nhá, làm mưa làm gió một thời đấy ạ. Ngày xưa phải có tiền mà mua con xe này thì các bác là đỉnh cao luôn ạ. Tại vì sao cái dòng E này là đỉnh cao nhất của ngày xưa luôn. Đó, đỉnh cao nhất trong dòng E. Form dáng của nó rất là dài, rộng các bạn ạ, và đi rất là đầm. Đó, đến hiện tại bây giờ đây đi vẫn còn đầm luôn và cách âm siêu tốt luôn các bác nhá. Chính cái form dáng như thế này này các bác này mới là cái form nếu mà để mà nhìn càng nhìn lâu nó có một cái nét sang riêng nhá, có một cái nét sang riêng. Đó. Và dòng này đi bao phê luôn ạ. Ngày xưa phải bỏ ra cái số tiền mấy tỷ nhá mới có thể mua được con xe này. Đó, nhưng bây giờ đây bao nhiêu ạ? Có 186 triệu thôi. Các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe đẳng cấp rồi. Trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại luôn các bác nhá, đỉnh cao luôn. Đỉnh cao của sự đẳng cấp luôn. Em chào các bác nhá, tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho bác xem một mẫu xe ở đây. Các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhớ đăng ký kênh và ấn nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em thường xuyên cập nhật nhá. Dạ vâng, đây là mẫu xe được mang tên là Mercedes E280. Đó, số tự động nhá, trang bị ngập tràn công nghệ hiện đại. Đó, dòng xe này thì trang bị túi khí vòng quanh xe này. Đó, phanh ABS này, điều hòa tự động này, chốt cửa tự động này. Đó, rèm chắn năng tự động bằng điện này, cửa sổ trời toàn cảnh panorama này. Đó, vô lăng tích hợp bàn phím này, có chế độ ga tự động nhá. Đó, đèn là đèn auto. Đó, điều hòa cũng điều hòa tự động luôn. Đó, ghế chỉnh điện đa hướng này các này. Đó, nhớ ghế 3 vị trí nhá. Ở đây là ghế zin nguyên bản này các này, đây là ghế zin nguyên bản luôn. Có gương gập điện này các này. Đó. Quá đẳng cấp luôn. Toàn bộ tem mác này các bác xem này vẫn còn zin này. Đó. Đẹp lắm các bạn, xe đẹp lắm. Chất lượng xe còn cực kỳ chất lượng. Đó, ba vùng điều hòa độc lập các nhá, đẳng cấp chưa? Đây các bác xem này. Đó, tùy chỉnh đằng sau này. Đây là ghế zin này các này. Dòng này đi êm lắm các bạn, đi cực kỳ đầm luôn, êm du luôn ạ. Táp ly này, có cả rèm cửa đấy ạ. Được chưa? Đó, có cả rèm cửa luôn. Toàn bộ đây, vân gỗ này. Và những cái phần nhựa đây. Đẹp, quá đẹp luôn, chất lượng cho một siêu phẩm. Đằng sau đây rèm điện này cũng này. Lỉ đằng sau này. Đó, cửa sổ trời toàn cảnh này. Đó, dòng này khá nhiều túi khí luôn ạ. Túi khí vòng quanh xe. Keo chỉ là zin cả xe các bác nhá. Tất cả xe em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ luôn cho các bác là xe không đâm đụng, không ngập nước các bác nhá. Tại vì sao? Cái chất lượng xe em thì kiểm tra rất là kỹ luôn. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe. Ở đằng dưới chân, vật để chân thì cũng cả có cả đèn đâu nhá. Đó. Quá đẹp luôn. Máy đang lổ đây nhá các bác nhá, máy đang để lổ đây. Nghe rất là êm luôn. Có ghế chỉnh điện đa hướng này các này. Đó. Tem mác này các này. Dạ vâng, địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang các nhá. Nói chung là một con xe đẹp như thế này đây. Bên em đưa ra cái mức giá là rất là hợp lý rồi đúng không ạ? Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 các nhá. Địa chỉ em ở Yên Dũng, Bắc Giang. Bên em chuyên vào giúp cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Có phí vận chuyển các bác thêm phí cho em nhá. Còn cái giá bên em đưa ra là bên em bao rút hồ sơ luôn cho các bác. Làm sao phải bớt cho các bác làm một cái giá hợp lý nhất đúng không ạ? Nói chung là xe hiện đại lắm các bác. Nhiều chức năng an toàn, đây rèm điện này các này. Đó, rèm điện đầy đủ luôn. Phần gối đầu này có gì này, em cho ấy lên có, hiện đại lắm. Quá chất lượng luôn. Sau đây em mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Máy lổ rất là êm luôn. Máy lổ im đét luôn ạ. Bác nào mua được con xe này quá chất lượng luôn. Lỗ êm lắm các bác nhé. Sàng đầu nó đẹp như này cơ.
Đấy, bác xem những đinh tán này, đinh tán nguyên bản luôn, máy nổ im điếc luôn. Sở bằng nghe 280 nhá, sản xuất năm 2005, đăng ký năm 2007, số tự động. Bên em bán mức giá là 186 triệu. Một lần nữa em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.